Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA chính thức có hiệu lực, thuế xuất nhập khẩu mặt hàng đường vào Việt Nam giảm bình quân từ 85% xuống 5%. Ngành mía đường Việt Nam đã xảy ra nghịch lý, sản lượng đường trong nước dư thừa, nhưng lại nhập siêu lên đến hàng ngàn tấn đường. Trước những khó khăn của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với đường nhập khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo mối liên kết để phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, niên vụ 2019-2020, 28 nhà máy sản xuất mía đường ở Việt Nam đã kết thúc vụ ép mía với sản lượng lũy kế đạt 7,4 triệu tấn mía, giảm gần 40% so với niên vụ trước và luyện được 77.000 tấn đường mía các loại, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong 19 năm trở lại đây. Do dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tác động trực tiếp và gián tiếp tới nhu cầu tiêu thụ đường và giá đường. Diễn biến thời tiết không thuận lợi và áp lực cạnh tranh với đường và chất tạo ngọt nhập khẩu nên diện tích trồng mía tiếp tục bị giảm từ 15 đến 20%. Dự báo niên vụ 2020-2021 tiếp tục sẽ thiếu hụt nguồn cung mía nguyên liệu cho các nhà máy, chỉ còn 29 trên 40 nhà máy đường còn hoạt động. Tổng lượng mía Việt Nam chỉ đạt gần 5 triệu 300.000 tấn mía, tương đương 530.000 tấn đường. Đã có rất nhiều những cái cuộc hội thảo về mía đường cách đây 3 năm, 4 năm. Và cũng có những cái cuộc của các cái chuyên gia, người sản xuất, công ty mía đường. Nhưng vì sao nó vẫn cứ rơi vào trong cái tình trạng bị động lắc lư và dễ ngã? Yếu tố thứ nhất là cái sản xuất của chúng ta quá manh mún. Cái điều thứ hai nữa là các cái công nghệ của chúng ta thẳng thắn mà nói là vô cùng lạc hậu. Cái điều thứ ba nữa là chính bản thân ngành mía đường còn bảo thủ, các cái doanh nghiệp còn bảo thủ và chúng ta chưa chấp nhận cái câu chuyện của thị trường. Nếu ví như là cái ngành thủy sản, tôi còn nhớ là trong cái hội thảo diễn đàn mùa thu, chị Tuyết Minh chị có nói rằng là tại sao như vậy nhà nước ném cái thủy sản đi ra biển, chúng tôi tự bơi và chúng tôi lại xuất khẩu là tương đối tốt, nhưng ngành mía đường lại cứ kêu gọi như vậy là của nhà nước là phải đầu tư. Rõ ràng là hãy chấp nhận những cái thị trường và hãy chấp nhận những cuộc cạnh tranh thì ngành mía đường mới lên được. Có thể nói, các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện cho đường giá rẻ từ nước ngoài tràn vào thị trường, tạo sức ép lớn cho nông dân trồng mía, khiến doanh nghiệp mía đường đối diện với nhiều áp lực. Thái Lan và Trung Quốc là hai quốc gia có sản lượng lớn về nông sản mía đường đang phục hồi sản lượng niên vụ 2021-2022 sẽ ảnh hưởng tới giá đường trên thế giới. Việc giá đường xuống thấp kéo theo giá mía nguyên liệu giảm mạnh đã gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh tế cho người trồng mía. Nhiều doanh nghiệp cũng đã đưa ra một số biện pháp hỗ trợ người trồng mía, nhưng mức giá quá thấp vẫn gây sức ép lớn lên ngành nông sản mía đường. Người tiêu dùng có xu hướng ưa tiêu thụ đường nhập khẩu do giá thành rẻ hơn tương đối. Sau thời gian phát triển nhanh chóng, diện tích trồng mía trong nước đang có xu hướng thu hẹp. Số hộ nông dân và hợp tác xã trồng mía ngày càng giảm, tỷ lệ nông dân trồng mía nhỏ lẻ, manh mún, chiếm đa số và chỉ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất khiến cho lợi thế cạnh tranh ngày càng giảm. Giá trị lợi nhuận từ cây mía không đủ để đảm bảo mức sống. Cùng với đó, tình trạng đầu ra bấp bênh đã khiến ngày càng nhiều vùng bỏ cây mía, chuyển sang các giống cây trồng khác mang lại lợi ích kinh tế cao hơn. Gia nhập cái ATIGA đó, cho đến nay là nói chung là cây mía trồng nó rất là khó khăn. Chúng tôi không nói chung là ví dụ như hồi xưa làm 30 hectare thì bây giờ chúng tôi làm 10 hectare thôi. Do cái điều kiện cái giá cả khó khăn quá, không có thể mua mía thấp, phải có cái sự chuẩn bị. Nếu như trường hợp cây mía mà trên không hỗ trợ về giá nữa, mà cái giá vẫn coi như giá cũ mà làm lỗ thì chúng tôi sẵn sàng là bỏ lại cây mía không có làm nữa. Nhưng mà cũng cương quyết làm cho đến nơi, cây mía làm cho đến nơi đến chốn. Bây giờ cây mía là nó góp phần cái số đó giảm nghèo và đưa con cháu tôi được sống và học hành tử tế. Để đảm bảo cạnh tranh công bằng cho thị trường nội địa, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra bán phá giá với đường nhập khẩu, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo mối liên kết để phát triển bền vững. Kết quả điều tra cho thấy đường tinh luyện và đường thô nhập khẩu từ Thái Lan đã bán phá giá ở mức 44,23% và trợ cấp 4,65%, tổng cộng 48,88%. Theo tính toán, đã có 3.300 người lao động bị mất việc làm và hơn 93.000 hộ nông dân bị ảnh hưởng do ngành sản xuất đường trong nước gặp khó khăn khi phải cạnh tranh không lành mạnh.
Chính vì vậy, việc Bộ Công Thương ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời 48,88% với đường tinh và 33,88% với đường thô có xuất xứ từ Thái Lan vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 được đánh giá là biện pháp đúng mức, đúng lúc, đúng luật để thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng giúp ngành mía đường nội địa tiếp tục trụ vững và phát triển. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, nền nông nghiệp trồng mía và gia tăng sức cạnh tranh, thì doanh nghiệp cần chủ động gia tăng nội lực của mình bằng những chiến lược lâu dài. Cần phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết với các hợp tác xã để tạo thành những diện tích lớn, quy hoạch lại đồng ruộng để khai thác tối đa chính sách hỗ trợ của nhà nước cho lĩnh vực nông nghiệp thông qua hợp tác xã, khai thác tối đa cơ giới hóa sản xuất, nghiên cứu giống mới, quy trình canh tác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại từng địa phương để tối ưu hóa năng suất, chất lượng, mạnh tay hơn với nạn đường lậu để đảm bảo sự công bằng cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất mía đường. Chúng tôi từ cổ đông cho tới hội đồng quản trị và ban điều hành và người lao động trong công ty cũng như bà con, chúng tôi hết sức là chia sẻ và chúng tôi thường thường tổ chức những hội nghị tham luận để đặt ra cái mục đích cho cái công tác phát triển mía và đảm bảo làm sao cho người dân có lời. Chứ còn nếu mà nói là mình không thay đổi thì nó cũng hoàn toàn là nó cũng đáng buồn cho cái nhìn nhận đó. Tại vì chúng tôi là những doanh nghiệp mà là tư nhân bỏ đồng tiền hoặc đã đi vay mượn tham gia vào thì cũng mong giữ được cái đồng vốn, vay ngân hàng thì cũng bảo toàn và phát triển vốn, và cổ đông bỏ vào thì cũng là phải có cổ tức. Thế từ cái ý nghĩa đó thì chúng tôi thấy là cái mục đích này là chúng tôi vẫn tiếp tục hòa quyện với lại các cái chính sách của nhà nước, kiến nghị kịp thời, và chúng tôi sẽ tiếp tục linh hoạt, và chúng tôi cuối cùng là chúng tôi chỉ xin được một cái sự công bằng trong vấn đề hội nhập, cạnh tranh một cách bình đẳng theo cái thông lệ quốc tế về thương mại. Thế thì lúc đó đó thì các cái doanh nghiệp nhỏ hay là lớn trong ngành mía đường cũng nhìn nhận được mình là mình đang ở đâu, mình cần làm gì, mình có tồn tại hay không. Với việc Bộ Công Thương chính thức quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời với đường nhập khẩu và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đã mở ra một triển vọng tươi sáng cho bức tranh ngành nông sản mía đường năm 2021, một tín hiệu lạc quan cho người nông dân và doanh nghiệp cũng như ngành mía đường Việt Nam.